Hello các bác, mình quay lại xin giới thiệu với các bác một dòng loa full bass 30 của anh bọ cạp Subolet, vua bọ cạp đấy, Subolet DC 122 cộng, công suất là 350W. Này, biểu tượng của bọ cạp của Subolet này. Được bỏ cạp đây. Còn đây là một bãi bát neo và check neo. Bát neo và check neo. Bát thì được đúc bằng gang đúc này. Rất chắc chắn này. 2 4 6 6 xương. Côn 76. Đây, côn hở này. Nhìn được cả bên trong này. Đây, tem của nó là ngày sản xuất này. Một năm sản xuất này. Năm của nó là năm 14 và tháng 12. Tháng 12 năm 14. Được sản xuất ra cái củ bát này. Đây. Bát vẫn còn long lanh, zin. Chưa có một tí gì gọi là xước xác. Đây, mút xốp này. Vẫn còn zin nguyên. Gần guốc này, nhẹn này, đây, các bác nhìn thấy sợi dầu rất lớn luôn, tiếng thì cực kỳ hay. Đây, check nó này, đây, check neo, côn 44. Đây là kèn của nó. Giá rất đẹp luôn. Đây là em phân tần. Khá khủng. Đây là quần này. Đấy. Tụ chở quần cảm. Khá khủng luôn. Tem DC122 cộng này. Phân tần dành riêng cho nó này. Thùng thì nó bằng gỗ ép rất chắc chắn. Thùng rất sâu nhé các bác nhé, rộng khoảng 40. Đây, thùng rất sâu này, sâu cũng khoảng 40. Cái này thì nhà bác nào mà nhiều chuột thì làm thêm một cái lưới nữa vào đây, chắn chui vào trong. Cái này thì nó không thiết kế là đai ôm ở cạnh hoặc là đai ôm ở đằng sau, mà nó thiết kế hẳn là tay nắm ở đằng trên. Rất chắc chắn này. Đấy. Đây, em về được 8 đôi. Được Superlet. Em này thì chơi to quá, nó bung luôn cả cái tem. Lúc nào em dán lại sau. Tiếng thì cực kỳ hay luôn. Em mình mở thử cho bác xem nhá. Em là đánh con XY800. Có khi cho ta cùng một tình. Từng cơn mưa hát như bên ngoài sóng mưa lắm. Khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn đang thầm đầy chờ. Nhớ đôi vai ngoan. Okay. Em báo giá luôn với cả các bác là đôi này sau khi sơn si sạch sẽ đến tay các bác ấy, giá 11 triệu một đôi. 11 triệu nhá. Superlet vua bộ cạp. Đấy. Đấy, DC122 cộng nhá. Biểu tượng bộ cạp của nó này. Hàng này nói thật với các bác là cực kỳ hiếm. Ít. Bây giờ em mới về được có vài đôi thôi. Rất hiếm. Rất hiếm có cái loại loa là một bát neo và chiếc neo. Nên giá thì cực kỳ đẹp luôn. 11 triệu một đôi.
Rồi anh em nào mà ưng thì liên hệ với cả Sinh Audio nhé, 0398192198 để đặt hàng. Giá là cực đẹp rồi. Rồi cảm ơn các bác nhé. Đây bát này, long lanh luôn. Rồi thank you các bác nhé.